Thôi, cháu mệt lắm, bà tự xách đi. Kìa. Ừ, giúp bà đi mà. Bà đau lắm. Chồng bà hết mồ hôi rồi. Để bà lau cho nhá. Con ơi, con ơi. Có ai không? Giúp con tôi với. Kìa. Còn xa không em? Không xa lắm đâu, tầm 500m nữa là đến. Chị cảm ơn nhá. Cháu ơi, cháu có thể giúp bà xách cái túi này được không? Bà đi cả ngày hôm nay rồi, mỏi quá cháu ạ. Đâu, bà đưa đây. Đây, cảm ơn cháu quá. Thôi, cháu mệt lắm, bà tự xách đi. Giúp bà đi mà, bà đau lắm. Ở đây bao nhiêu người sao bà không nhớ? Ông thanh niên kia kìa, bà ra mà nhờ ông ấy xách cho. Ông ấy thanh niên sức dài vai rộng, một túi này chứ 10 túi ông ấy cũng xách được. Không giúp thì thôi, người đâu ích kỷ nhỏ nhen thế không biết. Cháu nhá. Vâng. Cháu giúp bà giữ bà đi mấy bước chứ. Bà đau chân quá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cháu. Bà đi cẩn thận nhá. Cảm ơn cháu. Mà cháu đang đi đâu đây? Cháu định ra bến xe buýt ạ. Cháu mới xuống hết học nên chả biết đường xá như thế nào nữa cơ. Thế thì tốt rồi. Bà cũng đang đi ra bến xe buýt đằng trước mặt đây này. Thế là đi cùng đường luôn nhé. May quá có bà, không thì cháu bị lạc đường mất ấy. Rồi, cứ yên tâm, đi theo bà nhá, yên chí. Bác bị làm sao đấy ạ? Có cần cháu đưa đi viện không ạ? Con bé nhà tôi nó bị say nắng chú ạ. Chú đưa nó đi viện giúp tôi với nhá. Dạ vâng ạ. Okay. Ôi mẹ ơi, chị làm sao thế ạ? Cô là ai đảm rồi? Này, cô làm cái gì đấy? Cô dẹp ra đi, để tôi đưa người ta đi viện nào. Này, cô làm cái gì thế ạ? Ôi bỏ mẹ con ơi, ra. Mẹ vã hết mồ hôi rồi kìa, chắc mẹ cũng bị cảm rồi. Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Anh ơi, thời tiết ẩm ương nên là mẹ tôi với chị tôi bị cảm rồi, anh đỡ mẹ tôi hộ tôi nhá. Cô đừng có mà diễn kịch nhá. Anh này buồn cười nhở. Mẹ tôi với chị tôi chăm sóc thì sao? À, hay là mấy người cùng phe với nhau? Cô làm sao? Chị có sao
sao không? Chị không sao đâu, cảm ơn em nhiều nhá. Vừa nãy có chuyện gì xảy ra đây? Chị suy bị bắt cóc chứ sao nữa. Để mấy điện thoại chị mất rồi em ơi. Thôi rồi, chị ở đây đợi em một lát nhé. Chị có sao không? Đèn thế, tự nhiên được con chó ấy. Xem là con vớt vát được đồng nào không? Này, điền này, cái điện thoại nữa. Cũng được vài triệu chưa? Tiền với điện thoại đây. Còn bây giờ chị đến báo công an để làm nhân chứng về vụ giàn cảnh bắt cóc đi. Cảm ơn em. Tình hình này có khi phải đi cái xe thôi. Sắp đến hạn đóng tiền rồi. Thử mấy cái trò đỏ đen xem sao. Giúp tôi lần này đi. Sao rồi, làm gì lâu thế? Giờ chả biết xoay tiền ở đâu. Mấy trăm còn xoay được. Giờ nó lên hơn củ, mấy chục củ. Thế đã bảo ông bà già chưa? Ông bà già quê, làm gì có tiền. Nói ra có khi bị chửi cho. Đấy, thấy cái khổ của việc làm lớp trưởng chưa? Đã không được cái gì rồi lại còn rước họa vào thân. Chết thật. Tình hình này có khi phải đi cái xe thôi. Sắp đến hạn đóng tiền rồi. Mà tôi có cách này để giúp bạn đấy. Cách gì? Mà thôi, bỏ đi, thấy cái khác. Này, ông đã nói như thế rồi thì nói luôn đi. Làm ăn thế. Nào, ông phải bạn tôi không đấy? Thì định bảo bạn thử mấy cái trò đỏ đen xem sao. Đánh bạc á? Ừ. Tôi biết bà chị này, bà ấy chuyên mở sới, tiền tươi, thóc thật. Biết đâu mình đang kiếm được vài chục mà đơn giản. Sao? Nhưng mà tôi không biết chơi đâu. Thì đã bảo gọi là đỏ đen cơ mà. Vấn đề là làm gì còn tiền. Thì tôi cho bạn vay một ít, gọi là làm vốn. Chứ thật ra tôi cũng không có nhiều đâu. Sao? Đàn ông con trai thì mạnh mẽ quyết đoán lên đi. Còn mỗi cái nước này gọi là sáng giá nhất rồi đấy. Chứ không thì chẳng cách nào để mà cứu bạn đâu. Đi. Được rồi. Thế để tôi về nhà lấy tiền. Thay cái áo đã, nóng quá. Chị Thu ạ, em xin giới thiệu với chị. Đây là Pháp, là bạn em. Dạo này thằng bạn em nó thua tha quá. Chị tạo điều kiện giúp đỡ nó ạ. Đơn giản, thì bây giờ các chú định chơi thế nào? Tùy chị ạ. Thôi ba người chắc chơi ba cây thôi, còn chơi được gì nữa. Đi cho chị. Ổn không đấy? Ổn. Anh em mình có hai thằng, lo gì? Đi. Hãy
đấy chứ. Em xin, em cảm tiền là chơi nữa không em? Tay hôm nay còn tiền không? Cho tao tay. Thôi, chơi thế đủ rồi, không chơi sâu. Không được, phải gỡ chứ. Tao cũng hết tiền rồi. Chú muốn gỡ đúng không? Chị cho cơ hội đấy. Em có. Nhưng chị không cho vay không đâu. 10% một ngày. Thôi, cờ bạc ăn nhau về sau, và lãi cũng hợp lý. Lấy đi. Dạ vâng, chị cho em vay. Cho em đánh vần cuối ạ, hết. Em cũng đánh nốt ạ. Cờ bạc lúc nọ lúc kia có gì đâu mà suy nghĩ, thoải mái ra để ăn lại được không? Chị mười hơn rồi. Chủ em có vẻ hôm nay hơi đen. Chị phát lộc cho một ít mang về làm vốn. Còn bây giờ đứng dậy ra ngoài ghi giấy nợ cho chị nhá. Đèn thế không biết. Thôi đi về. Thua kèo này, ta bày kèo khác. Đi. Giúp tôi lần này đi. Biết sai rồi mà. Ông đã có gan đánh bài còn nhờ tôi giúp làm gì? Một lần nữa thôi mà, tôi biết tôi sai rồi. Nhưng mà tôi lấy đâu ra mấy chục triệu trong vay bây giờ? Thôi rồi, tôi sẽ giúp ông. Nhưng mà ông phải trả lời thật đấy nhá. Ừ, bà muốn gì cũng được. Ai là người dắt ông đi đánh bài? Thằng Tài, thằng bạn cùng lớp tôi. Thế thằng đấy có mối quan hệ gì với chủ sới? Nghe nói là chị em gì đấy, tôi cũng chẳng rõ. Thôi rồi, tôi sẽ giúp ông lần này. Nhưng mà ông có nhớ địa chỉ chỗ đánh bài không? Địa chỉ cụ thể thì không nhớ. Nhưng mà đến đấy là tôi biết. Được, dắt tôi đi. Ừ, đi. Này, anh giới thiệu cho em khách ngon như thế mà xem cho anh có một ít như thế. Này, thì anh còn muốn như thế nào nữa? Thằng bạn của anh cả tuần nay chưa trả tiền đâu. Cứ như thế mà nhân lãi lên thôi. Nhân lãi bao nhiêu được? Nó lên đến 300 rồi, liệu nó có trả được không? Thì em cứ bảo mấy thằng em của em đến trường dọa nó một trận. Kiểu gì nó chẳng phải gọi ông bà già nó cứu trợ. Em cũng đang tính như thế. Em cũng phải ổn lắm, thì nó khác ngon hơn đi. Sinh viên bây giờ rồi dễ không? Anh biết rồi. Ông anh bảo không có chân là như nào cơ? Bảo không có chân là như nào? Hôm trước ăn của em mấy chục triệu xong rồi hôm nay bảo không có chân là xong à? Em trẻ con với anh đâu? Alo? Alo? Muốn kiếm tí tiền không xong. Này cô em.
Sao mà nóng thế? Hai người là... Bọn chị đã định mở sớm, nghe lén cuộc điện thoại của em. Thì em không có ý định đấy, hay là chung cư của bọn chị đi? Ở đâu mà hai người có địa điểm chưa? Đương nhiên là bọn có sẵn sới rồi, nhưng mà đang thiếu người chơi thôi. Vấn đề là em có muốn tham gia cùng bọn anh hay không thôi. Được, em cũng đang ngứa tay ngứa chân quá. Đợi anh, anh gọi thằng Phan. Alo, Phan à? Chị Thu bảo tôi gọi cho bạn, qua nhà chị Thu. Cho bạn thôi để gỡ đấy. Qua luôn nhá. Đi. Bạn ơi, cố lên nhá. Hôm nay chị Thu quý lắm, mới gọi bạn sang để anh em mình gỡ đấy. Chưa bài chị. Chị ơi, cho em nghỉ một tí ra ngoài hút điếu thuốc, đau thẳng quá. Đẹp quá. Nhà vệ sinh ở đâu chị nhỉ? Ngoài kia. Vâng ạ. Chơi tiếp được chưa chị? Muốn chơi tiếp thì đợi chị gọi Tài đã. Vâng. Này, bà thắng nhiều rồi chưa làm gì nữa. Để tôi vạch mặt bọn này đã. Camera đã bị tôi làm hỏng rồi. Cái này. Và cả cái trên này nữa. Camera nào? Các người đặt camera để soi được bài của người chơi. Tôi nói đúng không? Cô đang nói cái gì đấy? Các người tìm kiếm con mồi, rồi sau đó dắt con mồi về để chơi bài. Hai người lúc nào cũng để con mồi ngồi ở vị trí này để có thể dễ dàng soi được bài của họ. Camera sẽ truyền hình ảnh về điện thoại của hai người, nhờ đó mà hai người có thể biết được bài của đối phương là gì. Tôi còn biết là lúc nào hai người cũng chọn ngồi cạnh nhau để có thể dễ dàng hỗ trợ cho nhau. Và rời cái tay áo kia của cô là cả một bộ bài khác để có thể gian lận được. Sao? Tôi nói sai chỗ nào không? Thì ra là như thế. Cô cũng giỏi đấy. Biết được tất cả những mánh khóe này, chắc cũng không phải vô tình để vào đây đúng không? Đúng. Tôi phải mất đến 2 lần đến đây mới có thể phát hiện ra được mánh khóe của các người. Ông ở đây canh cửa đi, có gì thì gọi cho tôi nhé. Sao chỗ đấy đâu hết? Vào canh cửa đi.
Xong việc rồi. Nếu như mà chúng nó gọi bảo ngày mai em đến chơi thì nhớ đến nhá. Biết rồi thì đến làm sao? Chả làm gì cả. Cái đấy là việc của công an. Cũng cho có gì bằng nước à? Chuẩn thôi. Công an đang đến rồi. Cô giáo ơi, cô giáo, mày có làm được việc không? Có mỗi cái việc bắt khách mà mày làm cũng không xong. Mày để người ta bỏ đi. Chắc là mày nhì nhèo giá cả để người ta bỏ đi đúng không? Em không dám. Anh ơi em không dám. Đây là tại ông khách cứ không ưng em, chứ không phải lỗi của em đâu ạ. Đánh nó cho tao. Xin mày, xin mày. Đứng dậy. Ta nói cho mày biết này, lần sau mày mà để xảy ra việc này, mày đừng có trách tao đấy. Em không dám, em xin anh tha cho em nào. Lần sau ấy, mày còn để anh ta phật ý đấy, là tao giết mày đấy, nghe chưa? Xin anh. Cô ơi, cô có sao không? Tôi không sao, tôi quen rồi. Thu lớp 12A đúng không? Cô là... Tớ là Huyền đây. Nhưng mà sao cô lại bị đánh này? Mấy người kia là ai đấy? Không có gì đâu, người yêu của tớ mà. Hai đứa xảy ra chuyện cãi nhau một tí thôi, không sao đâu. Các vết bầm tím trên người cậu có độ đậm nhạt khác nhau, chứng tỏ là chúng xuất hiện không cùng thời điểm. Đây không phải là lần đầu hắn ta đánh cậu đúng không? Có gì thì cứ nói về tớ, tớ sẽ giúp cậu. Ôi, có bình tĩnh lại chưa? Vào nước mắt đi. Có chuyện gì thì cứ kể cho tớ. Chuyện là... Cô Thu ạ, có biết bao nhiêu người xin làm gia sư mà tôi lại chọn cô đấy. Đúng thật là chúng ta có duyên với nhau. Cái này em phải cảm ơn anh thôi. Có gì đâu mà mới có một tuần thôi mà cu bi nhà tôi tiến bộ rõ rệt hẳn, chữ viết cũng đẹp hẳn lên đấy.
Thật ra cái này không phải nhờ công của em đâu. Cô Bi nhà mình vừa thông minh lại nhanh trí lắm anh ạ. Tất cả cũng là nhờ cô giáo mà, có gì đâu. Mà chết, tôi vô duyên quá. Để tôi đi lấy nước mời cô giáo nhé. Dạ vâng. Một điều là cô giáo chịu khó thật đấy. Tôi thấy gần như cô giáo kín hết tất cả lịch dạy ở trên này. Thật ra gia đình em cũng khó khăn. Với lại bạn bè em ai cũng thế mà. Ở trên này cô giáo thì có chơi với nhiều người không? Cô giáo sao đấy? Cô giáo ơi! Cô giáo ơi! Cô giáo! Đúng là thằng khốn! Làm chuyện đổi bạn, sợ để quay clip lại, rồi là sẽ post lên trên mạng. Hàng ngày hắn bắt bọn tôi đi tiếp khách, sau đấy số tiền đấy thì hắn sẽ cầm. Đúng là loại cầm thú. Nhưng mà tại sao cậu không báo công an? Công an sẽ giúp được cho cậu mà. Không thể báo công an được đâu. Hắn có cả một đường dây như thế. Với lại có rất nhiều cô gái khác cũng bị lừa. Hắn giữ cả clip bọn tôi. Làm sao mà dám làm gì? Một ngày trung bình phải tiếp 3 khách. Nếu không đủ thì ngày hôm sau kiểu gì cũng sẽ bị ép tiếp.
Cô là ai vậy? À, em đọc được thấy thông tin tuyển dụng gia sư nên là em đến đây để phỏng vấn ạ. Thế sao cô không gọi điện cho tôi trước? Nhớ tôi không có nhà thì sao? Thôi rồi, cô vào nhà đi. Chơi trò tương kế tự kế thế này, chúng nó làm sao mà đoán được? Dăm ba cái trò định vị trẻ con mà đòi qua mắt tao á? Mày nhìn xem mày có đủ tuổi không? Đi lo việc mày đi. Vâng, đại ca. Mày định chơi tao á? Rồi mày sẽ phải trả giá. Alo, gì đấy? Tôi mới có mặt hàng mới, ngon lắm. Đợi tôi check xong, tôi gọi lại sau nhá. Ok. Đã thế, nếu đã thích cái con gửi cho tớ một số tiền đủ để tớ làm lại cuộc đời của tớ nữa.
cố lên nhá. Tương lai vẫn ở phía trước, đừng bận tâm quá khứ nữa.